vẫn lắp đặt bồn cầu thông minh MS9258 Nova. Đây là một bộ khóa nước. Đây là một bộ khóa này. Cái này thì sẽ đầu này sẽ đấu vào tường. Đấy, và đầu này thì chúng ta sẽ đầu cái khớp nối cái T này vào. Việc này sau khi chúng ta bắt cái này vào tường rồi thì sẽ đấu cái này vào. Chưa chia. Cái bộ phận này thì nhớ các bạn nhớ là cho rong vào đây nhé, cho rong vào đây. Đây là có một cái rong này. Cho rong vào đây rồi hãng được. Sau đó thì chúng ta nối tiếp quả này là quả lọc. Sau đó đến phần này là phần dây. Dây này là dây dẫn ra vòi xịt. Vòi xịt rửa tự động nó sẽ nước lấy nước thông qua đường này. Chúng ta cắm vào đây. Nhớ cắm vào đây và nhớ là phải cài cái nhựa xanh này vào để cho nó khỏi tụt dây. Đây là cái tránh tụt dây. Ok. Còn cái dây cấp nước này thì sẽ lấy từ đây ra. Xong cái phần lấy nước đầu vào. Còn đây là một cục điều khiển, cục này gọi là cục chip điều khiển. Nó sẽ giúp nhận dạng tất cả những cái lệnh mà chúng ta đưa vào thì chúng nó sẽ xử lý qua này. Và cái này thì sẽ được đấu vào đây. Đấu một sợi dây này, cắm vào cho nó đi. Còn đây là một cái đường để lấy nước tẩy rửa. Đây là một chai nước tẩy rửa đi kèm theo bồn cầu. Khi nào mà chúng ta sử dụng hết cái này thì chúng ta lại rút cái này ra và cho nước tẩy rửa, nước xà phòng vào đây, xà phòng tẩy rửa. Mở cái nút này ra này và cắm cái ống này vào đây, sau đó xoắn gen. Đấy, thì bồn cầu nó sẽ tự lấy nước ở đây là tự xịt rửa sau khi chúng ta đi vệ sinh xong. Đấy là cơ bản về lắp đặt bồn cầu thông minh MS9258.